Chào mừng các bạn đến với linh kiện 789.vn. Ngày hôm nay em test bao gồm 5 mạch khuếch đại 2.1 200W. Và giá bán hiện tại bên em đang bán là 210.000. Vâng, và như các bạn đang xem trên hình, khi các bạn mua hàng sẽ có một mạch khuếch đại 2.1 và một dây jack kết nối tín hiệu và 3 núm vặn đi kèm ạ. Vâng, và bây giờ em sẽ test mạch đầu tiên là A06 đến A010 ạ. Nếu bạn nào có nhu cầu mua hàng xin hãy truy cập vào linh kiện 789.vn hoặc gọi điện thoại qua số điện thoại Zalo trên tiêu đề video. Vâng, và bây giờ em sẽ test mạch đầu tiên A06 ạ. Ok, và như vậy là kênh trái hoạt động rất tốt, em sẽ test kênh phải. Và như vậy hai kênh đã hoạt động rất tốt. Em sẽ test kênh súp. Và như vậy là mạch đã hoạt động rất tốt. Em sẽ lấy mạch tiếp theo. Ok, và như vậy là kênh trái hoạt động rất tốt, em sẽ chuyển kênh phải.
Ok, và bây giờ em sẽ test kênh súp. Ok, và như vậy là mạch đã hoạt động rất tốt. Em sẽ đến mạch tiếp theo. Hai kênh hoạt động rất tốt, em sẽ chuyển sang kênh súp. Rồi, như vậy mạch đang bị lỗi, em sẽ để ra bên ngoài. Em sẽ tiếp mạch tiếp theo. Sẽ là kênh phải. Chờ em đêm vắng với cô đơn, ngõ hồn mưa ngập lối. Tình ngập tan nhưng
súp ạ. Ok, như vậy là mạch đã chạy rất ổn định. Em sẽ lên mạch tiếp theo. Và như vậy là kênh trái hoạt động rất tốt, em sẽ tắt kênh phải. Và bây giờ em sẽ test kinh súp. Riêng khi em test kinh súp, tất cả các bác hãy đeo tai nghe vào mới nghe được rõ được súp đánh ạ. Không thì không thể nghe được bằng loa điện thoại ạ. Ok, và như vậy là mạch đã chạy 3 kênh rất tốt. Và bây giờ em tắt kênh phải. Bây giờ em sẽ test kinh súp.
và như vậy là mạch đã chạy rất tốt. Như vậy ngày hôm nay em đã test 5 mạch khuếch đại 2.1, 200W, tất cả đều hoạt động rất tốt. Riêng có mạch đang bị lỗi em để riêng ra bên ngoài, em không đánh dấu ạ. Vâng. Và xin cảm ơn tất cả các bác đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo ạ.